Ngày 24 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, mạng xã hội Facebook đăng tải một đoạn video, nội dung phản ánh một thanh niên biểu diễn bốc đầu xe mô tô trên quốc lộ 1, thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Qua xác minh, Công an mời làm việc 3 đối tượng, gồm Đoàn Trần Thế Hào, sinh năm 2004, ngụ xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, Phạm Duy Tân, sinh năm 2005, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, và Huỳnh Trần Tấn Huy, sinh năm 2001, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Tại cơ quan công an, ba đối tượng thừa nhận đã bàn bạc, thống nhất dàn dựng nội dung quay video biểu diễn bốc đầu xe mô tô, đăng lên mạng xã hội Facebook để câu like, câu view, tạo nhiều lượt tương tác gây dư luận xấu, ảnh hưởng an ninh, trật tự.